Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Phương Vlog. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba, thứ tư liên tục đó nha. Là thủy liễu có mưa nha. Và hôm nay là cái mưa lớn nhất sau một cơn mưa lớn, mưa dài thì cá rô nó lóc lên ruộng nha cả nhà ơi. Quá trời luôn rồi, cá rô ông nội ơi. Nó lóc lên nè. Quá đẩy hết trơn cả nhà ơi. Nhìn cá nó sau cơn mưa cá nó lóc lên ruộng nè cả nhà. Cá rô không nghe. Trời ơi, còn cá lóc bự lắm kìa, còn cá lóc cá chê gì bự lắm. Rồi. Cá lóc. Con cá lóc chà bá lửa luôn. Quá trời luôn rồi cả nhà ơi, nhìn nè. Những cái gô nó lóc lên nè. Đó, đó. Nhìn cá nè cả nhà ơi. Cái gô nó lóc nè. Mình qua bên đây mình quay con cá nó lóc bên bờ nó đi nè cả nhà. Nhìn nè cả nhà. Đây đây. Con cá nó đi nè. Nó lóc lên nè. Nhìn nó lóc lên bờ nó đi nè cả nhà ơi. Quá trời cá luôn. Đó. Đó, nhìn cá nó phóng lên nó lóc lên nè. Đó. Nghe không cả nhà? Thấy cá nó phóng nó lóc luôn cả nhà. Đó. Đó, nhìn cá nè. Nhìn cá nó phóng nó lên rồi cả nhà ơi. Quá trời quá đất rồi. Nhìn phóng nó lóc lên, nó phóng nó nhảy lên nó đó nha cả nhà. Phóng nó nhảy lên nó lóc lên ruộng nha. Ghê thiệt. Ở dưới mưa dưới hầm nó nhiều lắm mà. Phóng nó lóc lên trên này cái nó đi qua. Nhìn nè. Wow. Quá trời đất rồi. Nhìn nó đi trên bờ nè cả nhà. Nhìn cá nó đi rồi. Nè. Đúng là cá rô thiệt. Nhìn nè. Đi xếp hồn không? Hôm gài mưa mấy đám mà cả nhà, nhưng mà hôm nay là đám mưa này là đám mưa lớn nhất nha. Mưa quá trời mưa lớn luôn rồi. Bây giờ ở ngoài ruộng là đất ngập nẻ hết luôn đó nha. Có một số chỗ nữa nó nổi nước luôn rồi. Cá gỗ lên, nó lóc lên, lên ruộng lóc quá trời luôn rồi. Nhìn quá trời cá luôn rồi. Ôi. Nhìn này cả nhà. Đó. Ghê không? Đó. Cá bự. Nè cả nhà ơi. Phóng nó lóc lên nè, đó. Nó đó đây đó. Hai con. Nhìn nó leo lên này nè cả nhà. Leo nó nằm trong hốc trong này nè. Nè. Đó đó. Đi ghê thiệt con cá này. Đó. Dữ lắm cá luôn nha. Đó. Má trời. Ồ, nhìn cá lóc nè. Ghê không? Ồ, nhìn cá lóc ơi. Nhìn cá lóc nó đi nè.
cá nó lóc, nó lên ruộng, nó lóc lên ruộng đi nè. Đánh thẳng rồi. Giá màng. Cá trứng không. Cá dữ lắm cả nhà. Đó, đó, đó. Biết lắm mà sao sau cơn mưa là cá rô sẽ đá lóc linh của rất là nhiều. Ở dưới cái đường mương này là nó cạn rồi cả nhà. Nó chỉ ngập cái bàn giò chút xíu thôi. Mà cá nó dưới nhiều lắm, nó lóc lên cho nó nhiều lắm. Chạy rung rinh nước hết trơn. Bây giờ đây nó xuống dưới mương này nhiều lắm nè. Nữa là cái mương này là cá dữ lắm luôn, cá gôn nha. Nữa ra đây mặc sức mà ngồi câu.